Không được đâu, tôi nói dẹp đi. Yeah, câu được một con cá rất là bự luôn. Siêu bự luôn. Tôi nhờ là thú canh canh đây. Giật một phạt coi. Con cá bự lắm, phải mấy ký. Lên được thú canh canh đi, thú đi. Yeah, con cá bự quá, bự quá. Làm sao bây giờ nãy giờ 2 phút rồi mà nó còn chưa đừ nữa. Nè, con cá bự lắm nè, châu cha. Rồi giật đi, giật được rồi, được rồi, giật đi. Lên đi anh em ơi. Đây, đây là chiến lợi phẩm. Mấy tiếng đồng hồ nè, đó. Con này chị thôi có mồi ăn rồi. Con này mà chín cơm thì ngon luôn. Kẹo ơi, thấy con cá sao kẹo? Con này chín cơm hơi bị ngon. Yeah. Thôi con nha, Hòa Kiệp nha. Hòa Kiệp nha con ơi. Hòa Kiệp nha. Dính mép à. Dính mép. Con chịu hả? Phải con chịu. Con khẳng không, chịu con bự lắm. Rồi giờ